Nhận định Tottenham với Man United. 22 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4 năm 2021, vòng 31 ngoại hạng Anh. Với phong độ ấn tượng trong trận lượt đi vừa rồi, Man United đang rất sáng cửa để giành chiến thắng và trả nợ mối hận ở trận lượt đi. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Man United đã rất nỗ lực để giành cạnh tranh với ngôi vị vô địch ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên khoảng cách 14 điểm khiến họ không còn nhiều hy vọng. Hiện tại Man United đang có được 60 điểm và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của Quỷ Đỏ giành chiến thắng liên tiếp ở cả 3 trận gần đây. Phong độ ổn định giúp họ được giới nhà cái đánh giá cao hơn đối thủ ở trận đấu này mặc dù phải làm khách. Các cầu thủ của Man United khả năng cao giành chiến thắng ở trận đấu này. Trong khi đó Tottenham đang nằm khoảng top 4 với khoảng cách là 3 điểm. Chắc chắn mục tiêu của họ ở trận đấu này là có thêm 3 điểm để có cơ hội giành tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên hiện tại phong độ của đội chủ nhà không thực sự ổn định. Hiện họ chỉ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 3 trận liên tiếp gần đây. Lịch sử thi đấu của hai đội đang ở mức cân bằng khi trong 5 trận đối đầu gần đây mỗi đội có cho mình 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên với phong độ không ổn định Tottenham được đánh giá thấp hơn và dự kiến họ sẽ phải nhận thua trước đội khách. Soi kèo tài xỉu Tottenham với Man United. Hàng công của Tottenham thực sự thăng hoa khi có được 49 bàn thắng trong mùa này. Phía đối diện Man United cũng mang về được 56 bàn thắng. Những lần gặp gỡ của hai đội thường xuyên có nhiều bàn thắng được ghi. Với sự quyết tâm của Tottenham và sự thăng hoa của Man United, chuyên gia soi kèo nhận định nhiều khả năng trận đấu tới đây sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Soi kèo hiệp 1 Tottenham với Man United. Các cầu thủ của Tottenham đang rất quyết tâm ở trận đấu này. Với mục tiêu 3 điểm chắc chắn sẽ khiến họ nóng lòng, đẩy cao đội hình để tấn công ngay từ đầu trận. Về phía Man United, đội bóng cũng sẽ phản công ngay lập tức. Với tỷ lệ kèo hiệp 1 nhà cái đưa ra, người chơi đặt đội nhà sẽ ăn tiền. Dự đoán tỷ số Tottenham với Man United 1-2.